đây, đây là cuộc hành trình của chúng ta. Đúng, quay bên 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 trái bên phải đây. Đây bên này, bên này. Bên, đấy, bên trái. Bên quay sao được? Quay bên, rồi, bên phải. Rồi, cuộc hành trình ta chúng ta bắt đầu. Đây chúng ta đang nằm lên dốc. Xe của chúng ta rất trên hoành tráng. Hy vọng chúng ta không đi sai đường. Chúng ta đang tìm đến một nơi địa điểm rất chi là hoành tráng. Không biết nó ở đâu. Ở đây. Cặp đôi đầu tiên. Hai. Nào. Tiếp tục, tiếp tục. Trên chúng ta rất còn rất nhiều đôi. Ôi sao quá. Tiếp theo là đôi Linh Hiền. Ồ, cười cái nào. Ê, check in mắt. Các bạn nhìn thấy cảnh vật rất là hoang sơ. Tiếp theo chụp nhiều rồi. Rồi, trên chúng ta còn khá khá. Vẫn tiếp rồi, check in cái nào. Yeah, mắt cười cái nào. Yeah, đi nha. Tiếp. Đang quay. Đây. Ủa, một cặp đôi nữa. Đây là chú này, chắc là cô đơn. Em ra rồi. À, còn một đôi đi ăn lẻ. Anh phóng rất chi là hung hãn. Gần như không muốn để mọi người chụp ảnh thì phải. Mình ở check in thì sướng thật nhiều. Đây đoạn đường chúng ta đang đi. Rồi chúng ta lại lùi lại đằng sau. Rồi đằng sau đây. Không biết là bao giờ mới đến nơi. Ui, có thể lao xuống đây là có thể chết đấy. Hôm nào thử check in nào đây. Đấy đằng sau. Vâng, có đằng sau rất nhiều nhiều cặp xe. Siết rất là nhiều. Một đoàn. Không biết bao giờ chúng ta sẽ đến nơi. Hy vọng là... có thể là bây giờ, có thể lúc nữa và có thể là không bao giờ đến nơi. Đây, chú một mình một xe, anh một mình một chiến hào. Đang đi rất là hành tráng. Chứ không cần gấu bên cạnh. Thôi. Đoạn đường cực kỳ là nguy hiểm. Đoạn đường sáo lao. Chúng ta đã vượt qua. Yeah. Ở đây. Vâng, chúng tôi đã gặp một anh tắc răng cưỡi con ngựa sắt đang phi tới. Trời, đằng sau rất nhiều. Đằng sau rất nhiều loại binh khí mà chúng tôi chưa nhìn thấy. À, ôi, vâng. Tôi hỏi lên đây là hàm lợn đúng không ạ? Vâng, chắc cảm ơn ạ. Vâng, sau khi hỏi một tắc răng bản địa, chúng tôi đã biết đây là hàm lợn sắp đến. Wow, không phải có mình tắc răng mà trên này rất nhiều tắc răng. Yo, khá là đông, rất chi là hùng hãn. Yeah. Các bạn có thể nhìn thấy tôi và đồng chí thì tôi trong át đây. Vâng, đấy, rất chi là đẹp trai. Có thể nói là hai đồng chí tôi là đẹp trai nhất trong đội. Đấy, chúng mình có thể bất chấp sinh con ở đây. Giống cái đoạn đường trong phim Quả Tim Máu nhỉ. À kia có cái lông cái gì cả. Bên kia cả. À có hồ gì ấy nhỉ. Bên kia có cái hồ gì ấy. Ôi, từ từ anh ơi, từng xe qua một nhá.